Ngày 9 tháng 8, Công an quận 1, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ nhánh cây giờ chúng 5 người đi tập thể dục tại công viên Tao Đàn. Theo cơ quan chức năng, khoảng 7 giờ 10 ngày 9 tháng 8, trực ban công an phường Bến Thành nhận tin báo có 5 người đang tập thể dục trong công viên Tao Đàn, phía gần cổng ở hướng đường Huyền Trân Công Chúa, bị nhánh cây xanh gãy giờ trúng người. Công an phường Bến Thành huy động lực lượng đến hiện trường, phát hiện tại khu vực cây xanh số 81 trong công viên Tào Đàn có 5 nạn nhân bị nhánh cây rơi trúng người, nằm bất tỉnh. Công an báo cấp cứu 115 đến tiến hành sơ cấp cứu nạn nhân. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận hai nạn nhân chết tại chỗ là ông Trịnh Chí Thông, sinh năm 1962, ngụ phường Cô Giang, quận 1, và bà Nguyễn Thị Diệu Loan, sinh năm 1954, ngụ phường Bến Thành, quận 1. Ba nạn nhân được đưa đi cấp cứu là bà Quách Kim Xuân, sinh năm 1955, ngụ phường Bến Thành, quận 1, bà Lê Ngọc Sơn, sinh năm 1962, ngụ quận 3, bà Trương Thị Kim Phụng, sinh năm 1957, ngụ quận Bình Thạnh. Theo Bệnh viện Nhân dân 115, quận 10, nơi đây tiếp nhận hai nạn nhân bị thương. Trường hợp thứ nhất là bà Lê Ngọc Sơn được đưa vào viện với vết thương lún sọ, chẩn đoán máu tụ ngoài màng cứng phải, vết thương sọ não sau tai nạn. Sau khi thực hiện các chẩn đoán lâm sàng và xác định tình trạng, bệnh nhân được lên lịch mổ cấp cứu vào 10 giờ cùng ngày tại khoa ngoại thần kinh. Trường hợp thứ hai là bà Quách Kim Xuân nhập viện trong tình trạng tỉnh, tê yếu, tứ chi sức cơ 4 trên 5. Qua thăm khám và làm các chụp chiếu hình ảnh, người phụ nữ được chẩn đoán gãy chật C1, cột sống cổ sau tai nạn. Bệnh nhân đã được nhập khoa ngoại thần kinh theo dõi trường hợp thứ ba là bà trương thị kim phụng được đội cấp cứu 115 đưa vào bệnh viện đa khoa sài gòn vào khoảng 7 giờ 30 cùng ngày qua kiểm tra thực hiện các cận lâm sàng bệnh nhân được chẩn đoán bị chấn thương phần mềm vùng lưng bệnh nhân có tiểu đường nên ngoài sơ cứu còn được kê thuốc để ổn định bệnh nền hiện tại người phụ nữ đang được giữ lại để theo dõi phòng trường hợp có biến chứng Sáng mùng 9 tháng 8, một nhánh cây lớn bị gãy ở công viên Tao Đàn khiến hai người chết, ba người bị thương. Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 6 giờ 30 sáng, một nhánh cây lớn ở công viên Tao Đàn, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, gãy rơi xuống đè trúng nhóm người đang đi tập thể dục làm hai người chết, ba người bị thương. Ghi nhận tại hiện trường, nhánh cây gãy bị rỗng. Bà Đỗ Thị Thu, 61 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, kể lại Khoảng 6 giờ hơn tôi đang dắt cháu đi dạo thì nghe cái rầm, chạy ra đã thấy tai nạn như thế. Lúc này không có gió, thời tiết cũng không mưa nên cũng không hiểu tại sao. Cành cây này chắc đã rỗng từ bên trong rồi. Ông Nguyễn Duy Long, giám đốc trung tâm cấp cứu 115 thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa có báo cáo gửi Sở Y tế liên quan đến vụ việc. Cụ thể có 5 người liên quan đến tai nạn nghiêm trọng này, trong đó hai người chết tại chỗ, ba người bị thương được sơ cấp cứu và đưa vào bệnh viện. Trong đó 1 ca đưa vào bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, 2 ca đưa vào bệnh viện Nhân dân 115. Lãnh đạo bệnh viện Đa khoa Sài Gòn xác nhận đơn vị tiếp nhận cấp cứu cho một bệnh nhân nữ, sinh năm 1957 trong vụ tai nạn ở công viên Tao Đàn. Qua thăm khám bước đầu, bệnh nhân chỉ bị chấn thương phần mềm, kết quả siêu âm, chụp X quang chưa thấy tổn thương bên trong. Lãnh đạo bệnh viện nói: "Đây có lẽ là bệnh nhân nhẹ nhất trong số các bệnh nhân trong vụ tai nạn." Hiện lực lượng cấp cứu của bệnh viện Đa khoa Sài Gòn đang phối hợp trung tâm cấp cứu 115, bệnh viện quận 1 tham gia sơ cứu và chuyển bệnh nhân tại hiện trường. Trong khi đó bệnh viện Nhân dân 115 cho biết hai bệnh nhân được chuyển vào cấp cứu tại khoa ngoại thần kinh của đơn vị gồm LNS, nữ, sinh năm 1962 và QKX nữ, sinh năm 1955. Cả hai bệnh nhân đều tỉnh, trong đó bệnh nhân S bị vết thương lún sọ, bệnh nhân X bị gãy chật cuộc sống, tê yếu tứ chi, sức cơ 4 trên 5. Mới đây gần chục xe tai nạn liên hoàn và bốc cháy nghi ngút tại cầu Phú Mỹ, thành phố Thủ Đức nhiều người được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Vụ tai nạn liên hoàn giữa nhiều ô tô các loại, trong đó có một số xe bốc cháy tại đoạn xuống dốc cầu Phú Mỹ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Một người dân tại hiện trường cho biết vào gần 15 giờ cùng ngày, các ô tô đang lưu thông qua cầu Phú Mỹ theo hướng từ quận 7 đi thành phố Thủ Đức. Khi vừa xuống hết dốc cầu Phú Mỹ, thành phố Thủ Đức thì xảy ra tai nạn liên hoàn giữa gần chục ô tô các loại với nhau. Vụ việc khiến ít nhất hai ô tô bị bốc cháy và phát ra nhiều tiếng nổ. Một người dân cho biết, một xe bị lật, 4 đến 5 xe tông nhau và xoay nhiều hướng móp mép. Tôi thấy một số người gặp nạn được đưa đi cấp cứu rồi. Người này cũng cho biết hiện công an đã có mặt tại hiện trường và ô tô vẫn đang bốc cháy. Sáng ngày 7 tháng 8, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để tiếp tục điều tra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 3 người chết, 3 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 15 phút ngày 6 tháng 8, ông Huỳnh Minh Đạt, 54 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai, điều khiển xe đầu kéo biển kiểm soát 82H01804 kéo theo rơ The móc biển kiểm soát. 81 ed 01083 lưu thông trên đường tránh Buôn Hồ theo hướng Gia Lai, Đắk Lắc. Khi xe chạy đến đoạn đường qua xã Ea Đơ huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắc, thì xảy ra sự cố nên dừng lại trên đường. Sau khi dừng lại khoảng 5 phút, xe tải biển kiểm sát 81C23911 do tài xế Lê Huy Hoàng, 41 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai điều khiển, chạy tới dừng lại phía sau xe đầu kéo vì gặp xe ngược chiều nên không thể lái xe sáng trái. Lúc này, xe tải biển kiểm sát 60H04700 do tài xế Phạm Xuân Trờ, ngụ tỉnh Lâm Đồng điều khiển, tông vào phía sau xe tải biển kiểm sát 81C23911 cú tông mạnh khiến xe tải biển kiểm sát 81C23911 lao tới tông vào phía sau xe đầu kéo. Hậu quả, tài xế chờ tử vong tại chỗ, ông Nguyễn Xuân V, ngụ tính Lâm Đồng, ngồi trên xe 60H04700 và anh Phạm Văn Hát, ngụ thành phố Hải Phòng, đi xe 81C23911, tử vong trên đường đến bệnh viện. Các nạn nhân bị thương gồm Lê Huy Hoàng, tài xế xe 81C23911, ngụ tỉnh Gia Lai, Trương Hùng Cường, 32 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp, đi xe 81C 23911. Nguyễn Thanh Trung, ngụ tỉnh Lâm Đồng, đi xe 60H04700. Tại hiện trường, hai xe tải bẹp rúm phần đầu, cơ quan chức năng và người dân phải dùng xà beng, vật dụng chuyên dụng để cậy cabin đưa các nạn nhân ra ngoài. Ngày 7 tháng 8, Ban an toàn giao thông tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo gửi Ban an toàn giao thông quốc gia liên quan vụ tai nạn giữa hai ô tô tải và một xe đầu kéo khiến 6 người thương vong tại đường tránh Buôn Hồ, đoạn qua huyện Cư Mờ Ga. Theo báo cáo, vụ tai nạn trên xảy ra lúc 20 giờ 40 phút ngày 6 tháng 8 tại km 23 650 đường tránh Buôn Hồ. Các xe liên quan vụ tai nạn gồm xe đầu kéo kéo theo rơ móc 81R01083 do ông Huỳnh Minh Đạt, 54 tuổi, ngụ Sa Lai điều khiển, ô tô tải 81C23911 do ông Lê Huy Hoàng, 42 tuổi, ngụ Gia Lai điều khiển và ô tô 60H04700 do anh Phan Văn Chiến 25 tuổi, ngụ Lâm Đồng điều khiển. Cũng theo báo cáo, thời điểm xảy ra tai nạn trên, ô tô tải 81C23911 có 3 người gồm Lê Huy Hoàng tài xế, Phan Văn Hảo 39 tuổi, ngụ thành phố Hải Phòng và Trương Hồng Cường 33 tuổi, ngụ Đồng Tháp. Trên ô tô tải 60H04700 cũng có 3 người gồm Phan Văn Chiến, tài xế, Nguyễn Xuân Vũ, 27 tuổi và Nguyễn Thành Trung, 37 tuổi, cùng ngụ Lâm Đồng. Vụ tai nạn liên hoàn khiến ba người tử vong gồm Phan Văn Chiến, Phan Văn Hảo và Nguyễn Xuân Vũ. Ba người khác bị thương gồm Nguyễn Thành Trung, Lê Huy Hoàng và Trương Hồng Cường. Tất cả những người thương vong nêu trên đều là người di chuyển trên hai ô tô tải. Theo Ban an toàn giao thông tỉnh Đắk Lắk, hiện nguyên nhân cụ thể về vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ lực lượng chức năng đã lấy mẫu kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy của những tài xế liên quan ba phương tiện trên kết quả ông huỳnh minh đạt người điều khiển xe đầu kéo không vi phạm nồng độ cồn chưa có kết quả kiểm tra chất ma túy hai tài xế điều khiển ô tô tải chưa có kết quả kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy